iPhone 13 Pro Max sẽ có màn hình phụ ở mặt lưng, hiển thị thông báo, tin nhắn, cuộc gọi, điều khiển được cả nhạc. Có rất nhiều anh em có comment trong video hỏi mình là cái điều này có đúng hay không, tại sao thấy nhiều bên đưa tin như thế. Thì thật ra nếu như mọi người đã dùng đồ Apple, đã dùng iPhone từ lâu thì hẳn mọi người đều đã biết là không có cái mùa xuân đấy đâu, đúng không? Apple nổi tiếng là gì? Là cực kỳ tối giản cả về thiết kế lẫn tính năng. Nói đâu ra, củ sạc, tai nghe còn cắt bố nó đi cơ mà. Anh em mình hay gọi thân thuộc là Apple keo bẩn đấy. Do đó việc có cái màn hình phụ ở đây thì gần như nó là... Hơn thế nữa thì đấy, nó đều là những cái concept do chính người dùng người ta thiết kế ra. Mọi người lên YouTube, lên Google, mọi người search iPhone 13 concept, nó ra nhiều lắm. Nó ra cả iPhone gập, Apple Glass, ô tô Apple, các thứ cơ. Thế nhá.